Triều Tiên quyết định trục xuất binh sĩ Mỹ Travis King, người mà Bình Nhưỡng nói rằng đã thú nhận xâm nhập trái phép vào Triều Tiên, truyền thông nhà nước KCNA loan tin ngày 27 tháng 9. Bình Nhưỡng Travis T. King đã lao sang lãnh thổ Triều Tiên hôm 18 tháng 7 khi đang tham gia tour tham quan dân sự đến khu vực an ninh chung bên biên giới kiên cố giữa hai miền Triều Tiên. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng người lính này đã cố tình vượt biên. Kinh gia nhập quân đội Hoa Kỳ vào tháng riêng năm 2021 và từng phục vụ với tư cách là hướng đạo kỵ binh của lực lượng luân phi Hàn Quốc, một phần trong cam kết an ninh hàng thập kỷ của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc. Theo hồ sơ tòa án, người này đối mặt với hai cáo buộc hành hung ở Hàn Quốc và cuối cùng đã nhận tội một trường hợp tấn công và phá hoại tài sản công vì làm hỏng xe cảnh sát trong một vụ phỉ bán thô tục chống lại người Hàn Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết đến nay, Mỹ vẫn từ chối xem Kinh là tù nhân chiến tranh Mặc dù người này đã bị Triều Tiên giam giữ. Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 27 tháng 9 tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đối với một khu vực ở Biển Đông, nơi Philippines đã cắt hàng rào phao mà Trung Quốc lắp đặt. Đầu tuần này, lực lượng tuần duyên Philippines cắt hàng rào phao dài 300 m do Trung Quốc răng ra để chặn lối vào bãi cạn Scarborough. Đây được xem là một phản ứng táo bạo của Philippines tại khu vực mà Bắc Kinh đã kiểm soát trong hơn một thập niên bằng các tàu tuần duyên và lực lượng hải quân cùng một đội tàu đánh cá khổng lồ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm 27 tháng 9 kêu gọi ngư dân nước này tiếp tục hoạt động tại bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp và tại các địa điểm khác ở Biển Đông, cam kết tăng cường tuần tra ở đó bất chấp sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 27 tháng 9 tuyên bố các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc gần Đài Loan là để chống lại sự kiêu ngạo của các lực lượng ly khai sau khi Đài Bắc báo cáo sự gia tăng hoạt động quân sự trong tuần gần đây, bao gồm cả các cuộc tập trận trên đất liền đối diện với Đài Loan. Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, trong tháng này cho biết họ đã quan sát thấy hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay ném bom và các máy bay khác, cũng như tàu chiến và tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hoạt động gần đó khi được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh về sự gia tăng các cuộc tập trận của Trung Quốc và mối lo ngại của Đài Loan về rủi ro gia tăng, người phát ngôn văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc, Chu Phượng Liên, thừa nhận quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thực hiện một loạt cuộc tập trận. Chính phủ dân cử của Đài Loan nói rằng chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ và đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã từ chối. Một người thiệt mạng và ít nhất một người khác bị thương nặng hôm 27 tháng 9 sau khi đạn pháo bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Donetsk đang bị Nga kiểm soát. Đạn pháo đánh trúng tòa nhà dân cư ở phía tây thành phố Donetsk vào khoảng 9 giờ sáng, bà Julia Shulenina, cư dân trong khu chung cư 3 tầng này, cho biết. Tầng 3 của tòa nhà bị hư hỏng nặng trong vụ pháo kích. Bà Shulenina nói có một cặp vợ chồng sống ở một trong những căn hộ trên tầng 3 và người chồng bị chuôn vùi dưới đống đổ nát. Ông qua đời vài giờ sau tại bệnh viện vợ của ông bị thương nặng và bị gãy xương. Thành phố Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2014, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nắm giữ các vị trí ở ngoại ô và thành phố này thường xuyên hứng chịu hỏa lực pháo binh. Chính quyền do Nga dựng lên cáo buộc Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng. Donetsk là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Nga chiếm đóng một phần và tuyên bố là của mình vào năm ngoái, trong một động thái bị hầu hết các nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp. Trong khi đó, các binh sĩ chiến đấu trên tiền tuyến khu vực Donetsk, hôm 26 tháng 9 cho hay, máy bay không người lái của Nga là nỗi sợ hãi lớn nhất của pháo binh Ukraine Để bảo vệ khẩu pháo, họ lắp đặt một tầm lưới từng cứu họ khỏi máy bay không người lái Lancet của Nga khi bị phát hiện vị trí. Lữ đoàn này đã lập phòng lắp riêng nơi họ in các bộ phận của máy bay không người lái trên máy in 3D, lắp chất nổ, tạo hệ thống nhảy đạn và dùng chúng để đánh vào các vị trí kiên cố của Nga. Cuba và Nga đang hợp tác giải quyết trường hợp những người Cuba được tuyển mộ để chiến đấu trong quân đội Nga. Đại sứ Nga tại Cuba cho báo giới biết hôm 27 tháng 9, giữa lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Nga nỗ lực tuyển mộ quân trên quy mô lớn tại Cuba. Chính phủ Cuba hồi đầu tháng này cho biết nam thanh niên Cuba đã gia nhập quân đội của Điện Kremlin trong những tháng gần đây với tư cách là lính đánh thuê và là nạn nhân của các âm mưu buôn người trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Quay trong các báo cáo ban đầu, chính quyền Cuba cho biết họ đang nỗ lực vô hiệu hóa và triệt phá mạng lưới mà họ cho biết là hoạt động cả trên đất Cuba lẫn ở Nga. Đại sứ Nga Viktor Koleni trong bình luận công khai đầu tiên về vấn đề này cho biết cả hai bên Nga và Cuba đang phối hợp với nhau. Ông Koleni nói ông không biết có bao nhiêu người Cuba đã đến Nga để gia nhập quân đội nước ông và ông cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này. Phát biểu của ông hôm 26 tháng 9 được đưa ra trong buổi lễ quyên tặng 650 tấn dầu thực vật trị giá 3 triệu đô la, một trong hàng loạt các khoản quyên góp từ lúa mì đến vật tư y tế mà đồng minh nga cung cấp cho Cuba gần đây. Thương mại qua biên giới Mỹ-Mexico bị chậm lại trong tuần qua do chính quyền Mỹ đóng cửa các cửa khẩu và áp đặt kiểm tra an ninh bổ sung trong bối cảnh di dân ồ ạt gia tăng, làm dày lên mối lo ngại ở Mexico. Các tài xế xếp hàng chờ băng qua biên giới đi vào Mỹ hôm 26 tháng 9 cho hay chính quyền bang Texas kiểm tra kỹ lưỡng các xe tải và xe container tại các cây cầu quốc tế. Una... Jesus Salayandia, đại diện Hiệp hội Công nghiệp Cana Ciencha của Mexico cho biết thời gian chờ đợi kéo dài từ 24 đến 30 giờ đồng hồ đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà máy Mexico. Theo bộ vận tải của Ciudad Forest, một trung tâm sản xuất lớn đối diện thành phố El Paso của tiểu bang Texas, khoảng 8.000 xe kéo chở hàng trị giá ước tính 1 tỷ đô la đã bị mắc kẹt bên phía Mexico trong tuần qua. Tuần trước, nhà chức trách Mỹ đã đình chỉ việc xử lý hàng hóa tại một trong những cây cầu quốc tế của El Paso để chuyển nhân sự sang xử lý số di dân gia tăng tràn vào biên giới. Ấy. Cũng liên quan tới làn sóng di dân tại châu Âu, Đức ngày 27 tháng 9 cho biết tuần này sẽ ban hành các biện pháp bảo vệ biên giới mở rộng với Ba Lan và Cộng hòa Séc, giữa lúc làn sóng di dân gia tăng phơi bày những rạn nứt trong hệ thống xin tị nạn tại EU. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố cần phải tăng cường kiểm soát các đường biên giới EU nếu không Khostranger sẽ lập nguy.